chào tất cả mọi người, mình là Kitty Nguyễn. Có thể một trong những cái kỷ niệm mà Kitty thấy là có ý nghĩa nhất và cũng như là vui nhất là ngày xưa lúc mà Kitty tầm 6 tuổi á, thì ba Kitty có xây cho Kitty một cái nhà cây, là tree house á, ở trong cái khuôn viên nhỏ của nhà mình. Thì ngày nào Kitty sau khi đi học cũng treo lên đó chơi hết, mà ba còn làm một cái zip line xuống từ cái nhà cây xuống dưới đất nữa, nên là Kitty thấy rất là ý nghĩa, tại vì ba Kitty đã luôn luôn cố gắng làm sao để có thể tạo ra những cái không gian cũng như là những cái món đồ chơi mà Kitty sẽ luôn nhớ mãi khi mình lớn lên. Một phần nào đó cái zip line đó nó cũng giúp Kitty có can đảm hơn, dũng cảm hơn để đối mặt với những cái nỗi sợ của mình. Chắc có lẽ là cái khoảng thời gian mà Kitty mới vừa chuyển nhà lên quận 2, tại vì lúc đó là Kitty được trải nghiệm rất là nhiều, được đạp xe đạp nè, được đi chơi thuyền. Ba Kitty lúc nào cũng là một người rất là thích mạo hiểm hết, nên là thường thì không có cho con coi tivi hay là bấm điện thoại nhiều, nhưng mà lại rất là thích con hòa mình vào môi trường giống như nature hay là tự có những cái activity outside, không có phải là ở nhà mà chỉ có coi điện thoại hay bấm tivi. Khoảng thời gian đó là rất là vui, mình rất là ngây thơ, hồn nhiên và mình sống rất là thoải mái, không có suy nghĩ gì nhiều hết. Và những cái khoảnh khắc đó thì sẽ luôn luôn nhớ mãi, và hy vọng là một ngày nào đó khi mà mình lớn lên, mình cũng có thể tạo ra được một cái không khí như vậy cho con cái của mình. Kitty là một người thích phim lãng mạn, nên hầu như là những cái bộ phim yêu thích của Kitty đều là romantic, với lại lúc nào cũng hai người yêu nhau, có một cái mối tình rất là đẹp. Thì cái bộ phim mà từ trước tới giờ Kitty thích nhất chắc có thể là The Notebook, tại vì Kitty rất thích cảm xúc của hai nhân vật ở trong phim, và cái mối tình đó nó quá đẹp. Và mình cũng hy vọng là một ngày nào đó khi mà mình lớn lên, mình cũng sẽ có một cái câu chuyện hay để sau này mình kể cho gia đình của mình, và chỉ mong rằng là sẽ có một chàng hoàng tử nào đó tới trước mình thôi. Đó là một cái câu chuyện mà Kitty thấy cũng rất là đáng yêu, là một người từ trước tới giờ không biết trang điểm, không biết chăm sóc gì cho bản thân mình hết, cái bỗng như một ngày biến thành một cô công chúa. Thì nó có một cái thông điệp mà Kitty nghĩ là các bạn trẻ nào mà đã coi bộ phim nó sẽ thấy, đó chính là phụ nữ không phải không đẹp mà chỉ chưa biết làm đẹp thôi, và đúng nghĩa là như vậy hết, đúng nghĩa là như vậy. Và Kitty cũng từ một cái cô gái bước vào công việc này chưa biết gì về thời trang, không biết makeup, không biết làm sao để có một bộ trang phục đẹp để đi những buổi event, tới bây giờ là hành trình 5 năm của mình, thì Kitty đã thấy mình lột xác hoàn toàn, cũng giống một phần nào đó cô công chúa trong một phim. Thật ra Kitty đã thấy bản thân mình rất là may mắn, tại vì giống như những cái buổi phỏng vấn trước hay là những cái dự án trước thì mình luôn nói là mình muốn được làm việc chung với chị Ninh Dương Lan Ngọc. Thì mình đã có cơ hội được làm việc với chị trong bộ phim Cô Gái Từ Quá Khứ, và người tiếp theo nếu mà là nhân vật nữ chắc có thể là chị Ngô Thanh Vân, tại vì Kitty luôn hâm mộ cái chặng đường của chị, và chị là một người phụ nữ rất là mạnh mẽ. Cái thông điệp nữ quyền trong các dự án của chị nó cũng rất là rõ, và mọi người có thể thấy được là chị không bao giờ ngần ngại gì với những cái thử thách hết, và Kitty cũng mong rằng mình có thể lớn lên và có thể can đảm như chị. Nghĩ là mình sẽ gặp được, mình nói đại nha mọi người, mình nói Michelle Obama được không? Tại vì Kitty đọc quyển sách Becoming của Michelle Obama, thì Kitty rất là hâm mộ chặng đường của những người phụ nữ mạnh mẽ, không chỉ riêng Michelle Obama đâu. Cái quá trình để có thể có được một cái hình ảnh và một cái công việc cũng như là những cái hành trình trong cuộc sống của mình đó, mình có thể thấy được những người phụ nữ đó vượt qua rất là nhiều thử thách, nhưng mà họ chưa bao giờ ngần ngại, vì một là họ có thể là phụ nữ, người ta thường thường nhìn nhận phụ nữ sẽ yếu đuối hơn, họ vẫn quyết tâm và họ vẫn tự hào là mình có thể làm được tất cả mọi thứ. Thì Kitty thường là sẽ rất là hâm mộ những người phụ nữ có những cái chặng đường gọi là amazing luôn. Thật ra là nếu mà kể từng cái thì rất là nhiều, tại vì Kitty có một cái
vali nhỏ để mà mang đồ theo lận. Nếu mà kể về 5 món đi thì Katie có, Katie sẽ kể là Katie sẽ cần làm len nè, nước nhỏ mắt, son dưỡng, đồ tẩy trang, với lại có thể gọi là một bịch đồ lót đi, một bịch đồ phụ nữ để mình có thể khi mình thay đồ thì mình sẽ thay những cái phụ kiện bên trong của mình. Thật ra mẹ Katie cũng theo Katie thấy thôi nha, cũng khá là lười skincare á. Và make up á, thì tầm lúc mà Katie 15 tuổi Katie mới bắt đầu đè mẹ ra make up hoài. Mà Katie chỉ thấy là mẹ thích cái vẻ đẹp tự nhiên. Mẹ không có phải gọi một người là lúc nào cũng chăm chút quá về cái make up hay là những cái skincare này nọ. Nên là có thể cái đó là cái bài học mà Katie học được của những người phụ nữ xung quanh của mình, đó luôn luôn là cái nét đẹp tự nhiên nó vẫn sẽ mãi mãi là đẹp nhất. Và có thể những cái lúc mình đi sự kiện hay này nọ mình sẽ make up lên, nhưng mà cuộc sống hàng ngày của mình nên là